Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh review Transformer VN của mình, Huy Long. Thì hôm nay mình sẽ review cái con Ops UTR02P bản màu tím. Đó thì hôm qua mình đã làm clip mở hộp rồi và mình đã chan thử để gọi là test lỗi xem là nó có bị vấn đề gì không để còn có thể báo trả hàng nếu như hàng bị lỗi. Và tiện đây thì mình đã chan form xong và thấy em nó khá là ok thì mình sẽ làm review luôn, em nó sẵn xe. Đấy. Thì trước mắt các bạn đây thì là hai phiên bản và con này là phiên bản đời đầu tiên và con này là phiên bản thứ hai là màu đen và lửa xanh đó. Và cái con hôm nay mình review ở dạng xe đó chính là cái con UTR02P màu tím đó, đây đó. Và ấn tượng ban đầu của mình nữa là mình chan xong thì nó rất là mượt và bánh xe rất là mượt luôn, và có thể đấy rất là mượt luôn. Và ý như kiểu là mình muốn nói đây là cái gầm của nó ấy, cái thiết kế của cái con Opus này, cái gầm xe của nó rất là chuẩn chỉ luôn, nó không hề bị chạm các cái, tức là các cái phần transform nó không sẽ bị không bị đẩy xuống dưới này và không bị dư ra. Chỉ có đúng cái 4 à 6 cái bánh xe này. Đây, đúng 6 cái bánh xe này là nó chạm xuống đất. Và khi mình đẩy ra này thì tất cả các cái bánh đều quay. Đó, tất cả 6 cái bánh xe này đều quay. Thành ra là nó rất là mượt. Đó. Rất là mượt luôn. Rất là ấn tượng. Và ngoài ra thì mình cũng không không tức là trong cái ý nghĩ của mình đã không nghĩ là cái kiểu mà màu đen phối với cả màu tím nó lại đẹp đâu, nhưng mà sau khi mình transform xong thì thực sự mình thấy là đây, các bạn có thể thấy là một cái tổng thể nó rất là đẹp. Phối giữa màu đen, màu tím và đây là có những cái sắc đỏ của kính và đèn xe đó, thì chúng ta có thể thấy là một cái sản phẩm chan hoàn thiện ở dạng xe nó sẽ trông như thế này. Cái con op này đó, màu đen tím, đó là UTR02P Destroyer đó. Mặt trước thì vẫn là mạ chrome rất là sáng bóng đó, và tất nhiên rồi không có logo của Autobot. Cái này thì chúng ta sẽ có thể là lấy các cái sticker dán vào. Mình thì có rồi nhưng mà mình chưa dán đó. Và đèn thì màu đỏ và kính xe có màu đỏ và những cái lửa lửa đen này trên nền màu tím đó. Sang đây thì lại là lửa tím trên nền đen đó, và cái cánh cửa xe này thì có thể mở ra được. Đó chính là cái thiết kế rất là hay của cái dòng Op UT này, nhưng mà tuy nhiên là mình thấy nó hơi, tức là không có cái ở đây rồi đó, thì chỗ này có chỗ vênh ra một chút thì chúng ta có thể đưa móng tay vào đây cậy nhẹ là ra đó. Thì đây chính là cửa xe, cả hai bên đều có thể mở cửa xe được như thế này đó, khá là đẹp. Và cái phần kiếm và shield thì chúng ta có thể cài được ở đằng sau như thế này. Đây, chúng ta có thể cài được ở đằng sau như thế này, kiếm và shield đó. Thì cái phần kiếm này chúng ta sẽ phải ấn một đầu vào trong cái lỗ đây thì nó sẽ không bị kiểu bấp bênh. Đây, khi mà chúng ta cài không hết ấy thì nó sẽ bị kiểu bấp bênh như này. Nếu mà chúng ta không cài cái đầu nó vào đây thì nó sẽ bị kiểu bấp bênh như này này. Đó. Thì chúng ta phải lưu ý là cài cái đầu kiếm vào cái chỗ này. Đó, thì sau đó nó sẽ cố định. Đó chính là một điểm lưu ý mà có lẽ là nhiều bạn cũng sẽ không để ý đâu. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tháo cái phần này ra. Tháo cái phần siêu và kiếm ra. Đó thì nó sẽ cài ở đây này. Và khi ở dạng xe thì chúng ta có thể thoáng qua, có thể nhìn được thấy luôn. Đó chính là hai chỗ bằng kim loại, đó chính là cái chỗ này. Đó, màu rất là sáng bóng và sờ vào mắt tay luôn. Đó thì chỗ này là chính là bằng kim loại. Đó, bằng kim loại. Và một chỗ nữa là chỗ này. Nó cũng là bằng kim loại, sờ vào mắt tay luôn. Đó. Và ở hai bên này có lửa này đó. Thì nói chung là cũng có một số cái điểm mà nó có lẽ là nhược điểm mà chúng ta có thể nhận ra ngay được, thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Ví dụ như là cái phần này ở thiết kế thì nó nói chung là về thiết kế thì rất là đẹp, mình không có điểm gì đáng chê thiết kế, nhưng mà nó lại lộ ra cái phần này các bạn. Cái phần này chính là tại vì đây là hai cái part có thể gập được lại cho nên là nó sẽ có một cái chỗ khớp nối ở đây đó, và cái khớp này thì nó lại nguyên màu nhựa đây, các bạn có thể thấy nó nguyên màu nhựa như thế này đấy.
nó sẽ rất là lộ luôn, các bạn có thể nhìn thấy ngay, nó rất là lộ. Nếu như ít ra họ làm cái chỗ này là bằng nhựa đen như kiểu những cái chỗ nhựa này này, thì nó cũng sẽ đỡ lộ đó. Và lại còn các cái vân lửa này họ dán lên luôn thì nó cũng sẽ lấp đi hoàn toàn cái chỗ này, và nó sẽ rất là, lúc đấy sẽ rất là hoàn hảo luôn. Nhưng mà chỗ này nó lại bị như thế này, lại để lộ ra như này đấy. Và ngoài ra còn những cái điểm khác mà có lẽ là nhược điểm nữa là mình muốn nói đây là cái chỗ này họ không chăm chút về sơn, tức là cái phần trên này thì họ sơn màu bạc rất là sáng đấy, nhưng mà ở phần dưới này này thì nó lại sơn màu bạc, kiểu như màu ống khói như này đấy, chứ không phải là màu bạc sáng đó. Thì chúng ta có thể thấy là mặc dù là một cái thanh như này nhưng mà nó lại có hai màu đấy, mặc dù là một cái thanh này nhưng nó lại có hai màu luôn đó. Thì có lẽ là mình chắc chắn sẽ phải sơn lại cái chỗ này thành màu sáng giống như ở trên để cho nó đồng bộ đấy. Và một điểm nữa cũng là về màu, đó chính là cái chỗ này đây, các bạn có thể thấy là cái phần ống bình xăng và ống khói nối lên đây thì nó màu bạc sáng, nhưng mà bắt đầu từ đây lên thì nó lại là màu bạc, gọi là bạc tối đấy, rất là tối màu, thành ra nó nhìn lại lại thành phân thành hai màu luôn, hai mảng khác nhau luôn đó, thành hai mảng khác nhau luôn. Chính vì thế là nó rất là lộ luôn, nhìn đập vào mắt luôn đó. Chỗ này và chỗ này và chỗ này nữa, nó sẽ là những cái điểm yếu chính. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta nhìn ở dạng này thì cũng bị lộ ra những cái phần này, nó rất là hở đây, sẽ bị hở những cái chỗ này sẽ rất là hở đó. Và chúng ta nhìn còn nhìn thấy cả hai cái sợi dây mà ở chỗ phần đùi của ốp đây đấy, chỗ này cũng hở này đấy, chỗ này cũng hở, sẽ thấy cái ống bàn chân luôn. Đó là những cái chỗ điểm yếu của cái con này khi ở dạng xe. Nhưng mà tuy nhiên thì nói chung về đánh giá chung thì như thế này vẫn là rất là ổn, tại vì cái thiết kế của các hãng UT này rất là đỉnh luôn. Và một điểm nữa là sắp tới là mình thấy hãng đã lên lịch phát hành cái con UTR03, đó chính là con Megatron trong TLK, trong phim Transformers phần 5 đấy. Và nó rất là đẹp, thực sự là mình đã xem review rồi, thực sự rất là đẹp luôn. Nhưng mà giá thì thực sự là cũng hơi chát. Nhưng mà tuy nhiên là cái số tiền chúng ta bỏ ra để mà sở hữu những cái hàng của UT này thì thực sự là rất là xứng đáng luôn. Chưa có một con nào mà làm cho mình cảm thấy quá thất vọng. Đó. Thì mình rất là thích cái óp óp của UT này, cho nên là mình đã mua đủ cả ba con rồi. Các bạn có thể thấy là mình đã mua đủ ba con. Trên đây là hai ông óp đời trước của nó, và con này chính là mới nhất gần ra gần đây, đời thứ ba, là bản phiên bản màu này. Thì mình nghĩ là chắc là hết rồi, chắc là hãng cũng chỉ spam màu rồi đến thế thôi, là ra đến hai cái màu này thôi là hết rồi, chắc là sẽ không ra các cái màu khác dị dị nữa đâu đấy. Tại vì mình thấy óp ngoài phiên bản màu truyền thống nó chính là xanh đỏ như này thì còn có các phiên bản ác, đó chính là cái bản màu xanh đen như này và màu kiểu đen tím như này là hết rồi, chứ cũng chẳng có kiểu màu khác nữa đâu. Đó. Thì chung quy lại là cái con óp UT màu tím này thực sự là cũng rất là đẹp. Thực sự rất là đẹp luôn. Mình rất là thích. Đó. Rồi, thì mình hôm nay mình review cái con này dạng xe như vậy thôi. Còn dạng robot thì mình sẽ transform lại robot và review cụ thể về khớp trước các thứ. Nhưng mà nói chung là những cái con trước này mình đã review rồi thì cơ bản thì mình thấy là con này khớp cũng như vậy thôi, không có gì là khác cả. Đó. Hy vọng là hãng chỉ spam nốt con này thôi, đừng có ra những cái phiên bản óp kiểu như này những màu khác nữa, tốn tiền lắm, tốn tiền mua lắm. Đấy, tập trung mà phát triển thêm những cái mẫu mới thì hợp lý hơn. Rồi, clip của mình đến đây kết thúc nha. Bye bye.